Khi công nghệ càng phát triển thì con người ngày càng lệ thuộc vào máy móc. Hậu quả nhãn tiền là chúng ta ngày càng lười tư duy và lười tính toán. Để khắc phục thực trạng này thì giải pháp phát triển tư duy cho trẻ bằng bàn tính UCMAS vốn chỉ sử dụng công nghệ tính toán cổ xưa là bàn tính đang được nói đến khá nhiều, nhất là tại các thành phố lớn. Và để hiểu hơn về phương pháp tính nhanh này, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Một em bé đang tính nhẩm theo phương pháp UCMAS. Còn bài toán này, một em bé học lớp 4 chỉ thực hiện trong vòng 17 giây đã cho ra kết quả chính xác. Nói cộng 78 là 17, 2, 4, 3, 5, 4, 21, 60, 3, 35, 80 rồi cộng tiếp. Cái này này. Kết quả nó ra số 3 chữ số, cháu ghi 2 chữ số và nhớ 1, nhớ số thứ 3 sang hàng bên kia. Những động tác tay như thế này có lẽ là điểm chung dễ nhận thấy nhất với bất kỳ ai theo học cách tính nhanh này. Mới đầu các bạn ấy sẽ được thao tác trên bàn tính. Về sau, khi các bạn ấy phát triển khả năng tưởng tượng rồi, các bạn ấy không dùng chiếc bàn tính nữa, mà các bạn ấy đang, đấy là các bạn ấy đang tưởng tượng ra chiếc bàn tính để các bạn có thể tính toán trong đầu. Và kết quả đó sẽ hiện ra ở bên trên não, và các bạn ngay lập tức đã ra được kết quả luôn. Tuổi thích hợp nhất để theo học chương trình UCMAS là từ 4 đến 14 tuổi. Ngoài khả năng tính toán nhanh thì chương trình này còn giúp ích rất nhiều cho các em trong quá trình học phổ thông. Ví dụ như các bạn đã luyện UCMAS 3 năm thì khả năng ghi nhớ các bạn có cải thiện đáng kể, và bạn có thể học bài sử trong vòng 15 phút có thể thuộc được dấu chấm dấu phẩy theo cái kỹ thuật là ghi nhớ bằng hình ảnh. Thế và học tiếng Anh cũng rất tốt, học các môn học thuộc lòng cũng rất tốt. Sáng nay tại Hà Nội, UCMAS Việt Nam cũng đã tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ quốc tế chương trình bản tính và số học UCMAS lần thứ 8 cho gần 1.000 học viên. Đồng thời tổ chức cuộc thi thi nhìn tính nhanh lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam nhằm thể hiện khả năng quan sát nhanh, ghi nhớ nhanh, tính nhanh, phản ứng nhanh cho học sinh.